Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, cường quốc ngay sát Việt Nam này đang chứng kiến trận lũ lụt với mực nước được cho là kỷ lục trong suốt 60 năm trở lại đây. Mới nhất, Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao, buộc hàng trăm nghìn người dân phải sơ tán gây thiệt hại lớn về kinh tế. Lũ dâng kỷ lục, hai tỉnh Trung Quốc nâng cảnh báo. Thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc hôm thứ Ba nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, mức cao nhất trên thang cảnh báo. Cư dân sống dọc bờ sông và các khu vực trũng thấp lân cận được yêu cầu sơ tán đến vùng cao hơn sau khi nước lũ dâng lên mức cao nhất trong 50 năm qua. Gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông khi khu vực miền Nam nước này hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong 60 năm qua vào cuối tuần qua. Cơ quan khí tượng khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, lũ lụt do mưa lớn gây ra vụ 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô. Giới chức địa phương cho biết, nhiều công trường xây dựng, cơ sở kinh doanh, phương tiện công cộng và bến tàu có thể phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động. Mực nước sông Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông tăng quá mức cảnh báo, vượt kỷ lục năm 1994. Thành phố Thanh Viễn gần Thiệu Quan nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào trưa ngày thứ Tư vì nước sông dâng cao. Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết, ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ, gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ. Tại tỉnh Giang Tây, giới chức ban hành báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Xinhua ước tính thiệt hại kinh tế mưa lũ lên tới 470 triệu nhân dân tệ, hơn 70 triệu đô, với hơn 43.300 ha hoa màu bị phá hủy. Trung Quốc thường hứng chịu mưa lũ vào mùa hè, nhưng các chuyên gia môi trường cho biết biến đổi khí hậu đã gây ra những trận mưa lớn nghiêm trọng và tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Lượng mưa ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1960. Với lượng mưa trung bình lên tới 621mm trong 46 ngày, Xinhua dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin, lượng mưa đó tương đương 90% tổng lượng mưa cả Trung Quốc năm 2023. Các chuyên gia thời tiết nói rằng, thời tiết cực đoan khiến miền Nam Trung Quốc đón nhận nhiều mưa bão, trong khi miền Bắc hứng nhiều trận sóng nhiệt hơn. Mưa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng trước và xảy ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông nghiệp đông dân dọc sông Trường Giang và các nhánh của con sông này. Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ ngày càng tồi tệ. Mùa hè năm ngoái, tổng số 398 người thiệt mạng trong đợt lũ nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung, trong đó có 12 hành khách thiệt mạng trong toa tàu ngập nước. Đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh hôm thứ Tư và sau đó dịch chuyển về hướng Bắc từ ngày thứ Năm. Có thể thấy mưa lũ năm ngoái đã khiến Trung Quốc thiệt hại nặng nề về người và của và để lại những ký ức kinh hoàng khó quên với người dân nơi đây. Mới bắt đầu vào mùa lũ năm 2023, những hậu quả bước đầu của trận mưa lũ miền Nam Trung Quốc này đã ghi nhận những con số đáng chú ý. Dự đoán năm nay, diễn biến thời tiết tại quốc gia này còn tương đối tồi tệ và khắc nghiệt hơn so với mức trung bình trong lịch sử. Hy vọng với những dự báo và kế hoạch sơ tán kịp thời, những con số thương vong và thiệt hại sau trận mưa lũ năm nay sẽ được hạn chế tối đa. Trung Quốc đang cùng lúc chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và lũ lụt nặng nề ở miền Nam. Sau trận lũ kinh hoàng diễn ra vào năm ngoái, chính quyền nước này đã có những thay đổi gì để đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trung Quốc chống chọi nắng nóng, lũ lụt thế nào? Không thể phủ nhận thời tiết cực đoan có thể do biến đổi khí hậu gây ra đang gây khó khăn cho Trung Quốc, từ đợt nắng nóng lên tới 40 độ C ở miền Bắc cho đến lũ lụt lớn ở nhiều khu vực miền Nam, với khoảng 85 con sông trên toàn quốc vượt qua mức báo động.
các chuyên gia khí tượng cho rằng với nhiều kinh nghiệm đối phó thiên tai khí tượng, đặc biệt là bài học từ trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc năm ngoái, Trung Quốc đã hành động hiệu quả, kịp thời và nhạy bén hơn với thời tiết khắc nghiệt năm nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cục Khí tượng Trung Quốc CMA đã ban hành 5 cảnh báo khí tượng cấp quốc gia, cảnh báo màu cam về nắng nóng và lũ quét, cảnh báo màu xanh về mưa lớn và 2 cảnh báo màu vàng về dông bão, gió lớn, mưa đá và sương mù. Theo Bộ Thủy lợi, 85 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo trong khoảng thời gian 24 giờ từ ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật. Tại lưu vực sông Châu Giang, hơn 54 con sông vượt quá mức cảnh báo trong nhiều ngày. Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang và Bộ Thủy lợi cho biết mưa xối xả dự kiến sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới, sẽ tiếp tục nâng cao mực nước và có khả năng gây ra lũ lụt và lốc xoáy. Ủy ban đã ban hành 17 cảnh báo lũ lụt và lệnh điều phối cho 24 hồ chứa dọc theo lưu vực sông Châu Giang. Hôm Chủ nhật, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán đã điều động một nhóm làm việc tới đối phó với lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây, khoảng 180 thiết bị cứu sinh như xuồng cao su và 119 thiết bị khác từ chính quyền Trung ương đã được chuyển đến vùng lũ lụt ở Quảng Tây. Trước đó, các khoản cứu trợ thiên tai từ chính quyền Trung ương, bao gồm cả lều trại, đã được chuyển đến khu vực này. Wang Hongwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng các bộ phận ứng phó khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ hơn để đối phó với các thảm họa khí tượng so với năm ngoái khi lũ lụt nghiêm trọng đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ ở những nơi như Quảng Đông, Vân Nam và Quý Châu đã thiệt mạng khi sơ tán người dân địa phương đến các khu vực an toàn trong bối cảnh lũ lụt và một số người bị thương nặng. Đó là một bài học lớn cần được rút ra. Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Phòng chống lũ lụt Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp gần đây. Trong khi đó, khoảng 12 tỉnh và khu vực chủ yếu ở phía Bắc Trung Quốc đang chống chọi với đợt nắng nóng cực độ, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở một số tỉnh như Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam để đối phó với nhu cầu sử dụng điện năng cao trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Tỉnh Hà Nam có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C hôm vừa qua đã điều phối điện từ các tỉnh khác và tăng cường bảo trì thiết bị điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tuần trước cho biết nước này có đủ công suất phát điện, sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đầu mối tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và trữ lượng than của các nhà máy điện điều phối cũng ở mức cao kỷ lục, là nền tảng vững chắc để Trung Quốc đảm bảo an ninh điện trong mùa cao điểm hè. Wang Yangchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển của Học viện Khoa học Trung Quốc cho rằng nơi nắng nóng cực độ ở miền Bắc Trung Quốc và lũ lụt lớn ở miền Nam năm nay đến sớm hơn bình thường khoảng 1 đến 2 tháng. Biến đổi khí hậu có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia khí tượng Li Guangping tại Thành Đô nhận định lý do chính của thời tiết cực đoan là vì gió mùa hè yếu và vùng cao cận nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương di chuyển chậm chạp từ phía Bắc, trong khi đó không khí lạnh từ phía Bắc đã hoạt động mạnh mẽ, đang di chuyển xuống phía Nam. Do đó, mưa đã dồn ứ trong thời gian dài ở phía Nam và di chuyển chậm dần lên phía Bắc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một quốc gia sẽ không thể phát triển ổn định nếu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trung Quốc sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đối phó với những biến đổi khí hậu khắc nghiệt, cộng thêm những trở ngại của dịch bệnh COVID-19 thời gian gần đây. Thưa quý vị, trong hơn 2 thập kỷ trở lại, thế giới đã trải qua một số trận động đất gây hậu quả thảm khốc, khiến hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn người thiệt mạng và gây ra thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Trái đất đã từng xảy ra những trận động đất với các mức cường độ khác nhau. Có những trận động đất với cường độ rất mạnh lên tới 9,5 độ Richter như ở trận động đất Chile năm 1960. Tuy nhiên, thương vong về người và của lại không thể sử dụng cường độ trận động đất để đo đếm mà nó thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ độ sâu của tâm chấn, mật độ dân số hay sức chống chịu của các công trình kiến trúc tại nơi chịu ảnh hưởng. Một số trận động đất với tâm chấn nông sẽ gây ra sự dao động trên bề mặt trái đất nhiều hơn, khiến thương vong nặng nề hơn dù có cường độ không quá lớn. Trong khi một số trận động đất khác dù có cường độ lớn nhưng lại xảy ra ngoài đại dương nên ảnh hưởng được giảm thiểu đi rất nhiều. Một trong những trận động đất có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra ngày 12 tháng 5 năm 2008 tại khu vực miền núi nằm ở trung tâm của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.
Theo các nhà khoa học quốc gia này, tâm chấn của trận động đất mạnh 8,0 độ Richter và nằm gần thành phố Đô Giang Yển, cách thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô khoảng 80 km về phía tây, tây bắc. Ở độ sâu 19 km, trận động đất này đã săn phẳng khoảng 80% các công trình trong khu vực bị ảnh hưởng, với toàn bộ làng mạc và thị trấn trên núi bị phá hủy, trong khi nhiều trường học bị sập. Hàng trăm con đập, trong đó có hai con đập lớn đã bị hư hại nặng. Thảm họa này cũng gây ra thiệt hại ước tính 86 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Trung Quốc. Theo đánh giá chính thức của chính phủ Trung Quốc, có gần 90.000 người, trong đó có hơn 5.300 trẻ em được coi là thiệt mạng. Ngoài ra có gần 375.000 người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống các tòa nhà sụp đổ. Để khắc phục thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai 130.000 binh sĩ và các nhân viên cứu hộ đến khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thiếu thốn thiết bị cứu hộ hiện đại, thiệt hại trên diện rộng cùng với các khó khăn trong tiếp cận các ngôi làng xa xôi đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều chậm trễ. Ngoài những người dân thiệt mạng trong thảm họa, có khoảng 200 nhân viên cứu hộ cũng thiệt mạng do các vụ sạt lở đất. Trận động đất xảy ra do sự va chạm của các mảng kiến tạo Ấn Độ, Australia và Á-Âu dọc theo đường đứt gãy Long Môn Sơn dài 249 km. Lực nén gây ra bởi sự dịch chuyển các mảng kiến tạo đã cắt mặt đất ở hai vị trí dọc theo đường đứt gãy, đẩy mặt đất lên cao khoảng 9 mét ở một số nơi. Trong nhiều ngày, tháng và cả những năm sau đó, khu vực này vẫn ghi nhận nhiều dư chấn, đặc biệt là một dư chấn cường độ 5,0 độ Richter tại Thành Đô hồi tháng 5 năm 2010. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.